nếu như theo năm ngoái thì nhớ là cái thiết lập sẽ là đầu tiên là bốc 2-1 sau đó mới ừ. bốc 1-2 và những cái ngày thi đấu bắt đầu sẽ là từ thứ năm tuần sau thứ năm thứ sáu thứ bảy sẽ là những cái ngày thi đấu đó là 2-1 và 1-2 và chủ nhật sẽ là một cái ngày với ba trận bo3 thi đấu với những cái nhóm 2-2 thì bây giờ chúng ta sẽ có hiện tại đang là 6 đội với nhóm 2-1 và 6 đội với nhóm 1-2 thì bốc thăm có nghĩa là ba trận 2-1 thi đấu trước vào ngày thứ năm mà trận đấu đầu tiên của ngày thứ sáu sẽ là nếu theo như năm ngoái là như vậy nha ừ. Tôi nghĩ năm ngoái cũng như, như năm nay mà thôi, nó cũng không ừ. khác với nhau cả Hiện tại thì, cho đến thời điểm hiện tại chỉ khác là vòng khởi động Còn vòng Switch hiện tại chúng ta thì vẫn là y chang với năm ngoái Cho nên, hãy cùng Đây Đầu tiên là nhánh a một Rồi, hiện tại thì nhánh a một chúng ta đang có Chúng ta đang có Top Esports Chúng ta đang có T1 Chúng ta đang có Hanwha Life Chúng ta có DK Chúng ta có flywest Và thêm cả đó là cái tên

và hình như là bây giờ sẽ là kiểu bốc cho bốc hai đội đầu đúng là cứ bốc hai đội đầu là chính xác có gặp có nghĩa là bốc đội 1 và đội 2 thì đội 1 và đội 2 sẽ gặp nhau ừ. còn nếu như đội 1 và đội 2 đã gặp nhau rồi thì nó sẽ rớt xuống cái trận tư sau mà thôi Hiểu, hiểu, hiểu Và bây giờ thì có lẽ như cái mà chúng ta đang Đó. chờ đợi xem xem là cuộc cạnh tranh nó sẽ như thế nào Đây, Laura thì cũng vừa rồi giải thích cho chúng ta rằng Sẽ bóc theo thứ tự là cứ đội 1 và đội 2 Nếu mà hai đội chỉ gặp nhau thì sẽ gặp nhau Còn như ừ. nếu hai đội mà đã gặp nhau rồi thì sẽ là bước xuống trận sau Và nó cứ tiếp tục diễn ra như vậy mà thôi Còn đây, đây là chính là trọng tài trưởng đến từ khu vực ABC Mà hãy cùng chờ xem <laughs> Trọng tài của Elsie bóc thăm thế nào Đến thời điểm hiện tại bóc thăm cho GAM là khá tính nha ừ. Sự lựa chọn đầu tiên sẽ là ai đây? DK, DK. Uhm, anh muốn DK gặp ai không? Trong nhóm này thật ra cũng muốn gặp DK cả Nhưng sẽ có một đội DK không gặp được là chính là Flywet ừ, uhm, DK đã thắng Flywet rồi Cho nên nếu như là Flywet sẽ xuống trận sau Còn DK sẽ yeah, gặp ai ở trận đấu 21 đây Top Xbox thì sao? T1 thì sao? <laughs> cũng có thể <cười> 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 Top Xbox đối đầu với DK ở trận đấu 21 chúng ta ừ. Trận đấu đầu tiên đã có sẽ là một tiếp tục là cuộc chiến giữa LPL và LCK với hạt giống số 3 từ LCK mà khoan đã đội thứ ba bóc G2 chúng ta sẽ cầu đó là Hanwha Life nhưng mà G2 sẽ không học Hanwha Life ừ. G2 Hanwha T1 và Flywest đừng là Flywest đừng là Flywest tôi muốn G2 ừ, ừ, và T1 playweight. tôi nghĩ Flywest vui nhiều đừng tôi nghĩ Flywest sẽ vui hơn T1 đấy Hanwha không được không được không được không được không được Hanwha sẽ không được không vậy lược, vậy vậy Bây giờ Chận, chúng ta sẽ sau, còn Flyweight. 3. Thật ra bây giờ, giờ đội nào cũng không màu thôi. Hết cả. Nhưng mà câu bây giờ là phép màu. đến, Bây giờ T1 là khó nhất. Ừ. T1 sẽ chắc chắn gặp Hanwha Life hoặc là G2. Tại vì họ rồi. không bóp được Flyweight rồi. T1 sẽ gặp ai đây? T1 sẽ gặp ai đây? T1 và G2. Chúng ta có trận vô cùng hấp dẫn. Bo3 trận đấu nhóm 2-1 như thế này. Không thể nào tuyệt vời hơn. Và Hanwha Life sẽ gặp Flyweight. Rõ ràng là đội may mắn nhất thì chính là Hanwha Life Sport Nói về mặt sức mạnh thì nó là như vậy chính Chứ xác. không còn một về nhóm bóng thăm kia là đại diện số 1 của LCS vẫn là khu vực giá thấp nhất nhóm đại diện này mà thôi Thì tôi không. nghĩ rằng Top Esports có thể hài lòng ừ. Hanwha Life có thể hài lòng Nhưng, nhưng mà Nhưng khán giả sẽ hài lòng với G2 và T1 Tức là đây là một màn bốc thăm mà tất cả chúng ta đều đang có một cái sự mạng nhãn và đôi mắt đúng không? Sự hài lòng dành cho Han của Live Sport và cả anh phí của T sport và đặc biệt sự hài lòng cho tất cả các bạn viewer ở trong giai đoạn hiện tại. Tại vì nó nhanh đảo đảo đi nhiều khi mà Hanlai Hanlai đi cây T1 và Flywet và Zito Top cảm thấy ừ. không hay bằng Kickbox bóc thăm vừa rồi đúng rồi Tiên quýt. bây giờ Tiên lưu đi, 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 đi. đi mà ĐI MÀ!!! xin hãy là gào tôi năn nỉ tất cả mọi thứ please hãy trời ơi là GAM. trời phật trời phật phù hộ à. cho Gam trời phật phù hộ tất cho tất cả niềm tin hãy bóc trúng Gam hãy bóc trúng Gam hãy bốc đưa trúng chúng ta lắm đây rất khó đây thật sự rất khó đây đây xem nào. ui quay buồn game như vậy là vẫn vẫn còn cơ hội tìm người hay thứ hai tìm người thứ hai đi anh bây giờ PSG, bỏ qua đi tôi chỉ mong là PSG tức là đỡ tôi nhất vẫn cả đúng nhờ? là đúng không nhỉ cái gọi là cái thực lực chủ nhà PSG là một chín một mười chứ đừng là PSG ở cái trận đấu cuối cùng mà sinh tử như thế này game Gam. rồi bây giờ <laughs> ok thật ra đúng 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 như anh hảo nói đấy là PSG sẽ là đội bây giờ Cảm là không là, là phân tích được ừ và còn PSG PSG play, play, play. PSG ai sẽ là người đụng độ với lại Game Sport đây uh, PSG uh, uh, uh. nên là PSG đi mà PSG đi đừng là BOG PSG đi Ồ, oh, oh, Fnatic rồi Fnatic rồi Fnatic rồi thích rồi bây giờ là BOG hoặc PSG thôi đúng rồi một trong hai thôi 50-50 mà Không lẽ tới cái mức độ đó đúng không? 50-50 Thì BSG đi dù gì BSG, Nên là BSG Ít là đại diện EPEC của năm sau xuất hiện ở trận đấu 3 2 2 BSG, 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 Trời ơi, thì Tại sao lại đưa trận đấu cuối cùng này như vậy à Nhưng khoan đấy Khi chưa đánh Nó vẫn sẽ là ngang nhau Nhưng mà ừ Cái này tôi cũng công nhận Còn khi đánh rồi thì người ta nói sao? Nhưng mà cái meta này, nhưng mà Bây giờ chỉ có nhìn vào một cái mặt tích cực là BOG khỏe ra chân ở đây phong độ đang bị tụt khá nặng Không biết gặp cái đội <cười> chiếu <cười> dưới thì phong độ có lên lại không chứ <laughs> à? À, Tiên Liên Quyết cầm cái đội Liên Quyết cầm cái đúng rồi Tiên Liên Quyết cầm cái rồi Đúng, đúng, đúng rồi. rồi đúng rồi Quyết cầm cái Ta không hề Đúng rồi, đúng rồi Tiên Liên Quyết cầm cái bó rồi Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Trời ơi, Tiên Liên Quyết cầm cái trời ơi. đất phù hồ ê tất cả đó, đó, đó chúng ta không ừ. nhớ chúng ta, đúng ta, rồi chúng ta, chúng ta quên mất nhớ. ê gặp rồi gặp rồi gặp rồi chúng ta, chúng ta không nhớ rồi tin lưu quyết, quyết gặp bô rồi gặp... đúng rồi tin lưu quyết gặp rồi tin lưu quyết gặp rồi tin lưu quyết gặp quyết rồi đã gặp quay bô rồi đúng rồi tin lưu quyết gặp quay bô rồi các bạn ơi đúng rồi đúng rồi tôi hoàn toàn không nhớ tôi chúng ta không thể nào nhớ được tại vì tin lưu quay bô nhưng mà đã đẹp rồi cho nên họ phải xuống cho sau và phở tích thì wow bây giờ cảm ơn ai? bây giờ nhờ cảm ơn trời Phật xí xí đến nhờ. thời điểm hiện tại của Chung kết thế giới 2024 tôi tự tin rằng là GAM cực kỳ may mắn khi bốc thăm ừ. tại vì bạn hãy nhìn cái nhánh đến từ bên phía của GAM với bốn đội từ vòng khởi động ba đội bị loại bên nhánh bên kia bốn đội ba đội vào đầu tiên với bốn đội mạnh nhất gặp flatwet tiếp theo gặp phở tiết những vui rồi đó là má lên Coi và Team liquid bây giờ hãy vào nhóm 22 đi và hãy tin về ừ. lịch sử, sẽ là lần đầu tiên mà một đội VCS có mặt ở tấp 8. Ừ. Tôi, tôi cũng hy vọng như vậy, thật sự. Tại vì đây là đội dễ nhất trong tất cả mọi đối thủ. Tại là nay, tôi tự tin ừ. rằng fan VCS sẽ 100% nghĩ rằng là GAM chiến thắng. Và tôi tin rằng là GAM làm được. Tôi cũng tin vào điều đó, thật sự là như vậy. Mà hãy cùng chờ đợi mà thôi. Bây giờ mấy giờ rồi nhờ? GAPTOWN! Yeah, Gap 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 em chưa nhờ, rồi à, chưa đúng không? bây end giờ em được không? anh em đi, ok. chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần thi đấu sau, ừ. vào cũng như vào lúc 19 giờ tối. bye bye.